với lại là không, anh chưa làm gì, chưa làm gì cả. Tán crush mãi không đủ, nam thanh niên quay sang tác động vật lý tại quán cà phê. Đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên được cho là đã tác động vật lý một cô gái sau khi tỏ tình thất bại. Cụ thể, trong đoạn video được người dân ghi lại, cảnh một người đàn ông đã có những tác động vật lý lên người một cô gái trong một quán cà phê. Sau khi xảy ra sự việc, ngay lập tức bảo vệ, nhân viên quán đã đến can ngăn. Một vị khách nam trong quán thấy sự việc bất bình khi bắt gặp cảnh đàn ông tác động vật lý phụ nữ như vậy đã có những hành động đáp trả cũng như chửi bới người đàn ông kia trước những hành động không lịch thiệp nơi công cộng như vậy. Được biết, cô gái trong đoạn clip không phải là vợ cũng chẳng phải người yêu của người đàn ông kia. Sau khi tỏ tình thất bại thì đã có những hành động trên đối với cô gái. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận về vô số bình luận chỉ trích về hành động của người đàn ông. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, có dụ tán người ta không được rồi quay sang động tay động chân nữa ư? Xin Facebook anh này để còn né à? Vừa đánh phụ nữ xong thì bị người khác đánh lại, đúng là quả báo, ưng cái bụng ghê, mốt ra đường, nhớ bận váy vào à. Tội bạn nữ trong clip quá, nhưng trong cái rủi có cái may bạn à. Nghĩ cảnh bạn mà cưới ông chồng như vậy, chắc cuộc đời bạn bế tắc, mong người sau sẽ dịu dàng với bạn. Bạn nghĩ sao về sự việc hy hữu này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.